Tập 10. Anh Dương, anh không gạt tôi. Ôi trời ơi, đẹp quá. Chào cô, chào cô. Chào anh. Quá hoành tráng. Anh Dương, nơi tốt, nơi tốt, nơi tốt. Anh coi đi. Đều là rượu Tây. Anh coi đi. Ngồi đi. Phục vụ. Anh Dương, gặp được anh tôi rất vui. Tôi mời bạn tôi tới chơi. Dạ, tôi có thể giúp gì cho anh? Whisky. Cho tôi 2 ly. Cảm ơn. Xin đợi chút. Được đó anh Dương, anh còn biết nói tiếng Anh. Bây giờ thời đại thay đổi rồi, thứ gì cũng phải học một chút. Tôi thật sự phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi. Được rồi, anh có hài lòng với bài trí nơi này không? Hài lòng, tôi cảm thấy rất hài lòng. Tôi tin rằng anh càng hài lòng với những thứ trong này hơn. Hút thuốc lá, uống rượu Tây, đúng là vui thú thần tiên. Thứ tốt, thứ tốt. Anh coi đó, lần đầu tới đây, lần đầu hút thuốc, vẫn có chút chưa quen. Quả nhiên là đồ tốt, tỉnh người. Anh Dương, ở đây thật sự có thể hút quang minh chính đại sao? Ở đây thì sợ gì? Đây là sân sau của Đàm Tư lệnh đó. Ở đây có câu nói là không có gì là không thể. Đúng đúng, nói hay lắm. Sân sau của Đàm Tư lệnh, ai dám tới đây gây chuyện? Có điều đồ tốt phải dùng dần dần. Hôm nay tới đây thôi. Hoàng thiếu gia, nhân sinh đắc ý được mấy lần? Có phải tới giờ rồi không? Tôi coi nào, tới giờ về tỉnh An bà xã rồi. Khó trách các anh em đều nói anh làm gì cũng sợ vợ. Ai dám nói như vậy? Nói tôi sợ vợ? Tôi nói cho anh nghe, bây giờ gọi bà xã tôi qua đây. Tôi bảo cô ấy đứng, cô ấy không dám ngồi. Bảo cô ấy ngồi, cô ấy không dám đứng. Ở nhà chỉ cần tôi vung nắm đấm lên là cô ấy chua ngay xuống gầm bàn. Anh có tin không? Chỉ như vậy, đáng để tôi mời anh một ly nào. Không không, anh Dương, để tôi mời anh. Anh đã đưa tôi đến nơi tuyệt vời như vậy. Đây là duyên phận. Duyên phận. Rượu Tây này ngon hơn rượu ở Tứ Tiên Lâu gấp 10 lần. Không, ngon hơn 100 lần. Hay là hút thêm vài hơi.
Nghĩ gì vậy? Nhật Bản đã phát minh ra một loại máy thêu. Thêu cũng có thể dùng máy sao? Thượng Hải đã có người sử dụng, nghe nói hiệu quả không tồi. Anh đã tính toán, nếu chúng ta có thể mua vài chiếc máy, có thể giảm đáng kể chi phí nhân công. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều tiền để nhập hàng và phát triển thị trường nước ngoài, mấy thị trấn xung quanh, thậm chí Hạ Môn, Quảng Châu ở phía Nam. Anh đều đã cho người đi khảo sát. Nói không chừng đây là con đường thoát. Anh đó, gần đây vì chuyện của xưởng thêu thật sự đã vất vả hơn trước đây rất nhiều. Đó là nên làm thôi. Không còn sớm nữa, hay là nghỉ ngơi sớm đi. Niệm Trân, em ngồi trước đi. Dạ. Anh muốn bàn bạc với em một chuyện. Anh nói đi. Gần đây công việc của xưởng thêu vô cùng bận rộn, chạy đi chạy lại hai nơi cũng mất nhiều thời gian. Vì vậy anh muốn tới xưởng thêu ở. Còn nữa, ở nhà lớn nhiều người ồn ào, Nhã Khanh ở không quen. Đồng Thiệu Vĩ, anh thích ra ngoài ở, em biết em không quản được anh. Nhưng mà anh nhớ kỹ lời mẹ từng nói, trong nhà này có quy tắc. Muốn ra ngoài ở cũng là Lý Niệm Trân em đi cùng anh. Em nổi giận làm gì? Không phải anh đang bàn bạc với em sao? Chỉ vì Lục Nhã Khanh, anh nghĩ coi anh đã làm biết bao nhiêu chuyện quan đường, em đều nhẫn nhịn. Em vì sao phải như vậy? Không phải vì bộ mặt của Đồng gia sao? Nhưng mà anh lại hết lần này tới lần khác ức hiếp em. Anh biết rồi, anh không ra ngoài ở nữa là được chứ gì. Ban nãy em đổi giận với anh như vậy, em xin lỗi. Mấy ngày nay trong lòng em quá buồn bực. Anh biết, khó cho em rồi. Còn không phải vì em yêu anh sao? Gì vậy? Là Tổ Yến phu nhân căn dặn mang cho cô Lục. Vậy đưa cho tôi đi, vừa hay tôi đi thăm cô ấy. Dạ. Anh đi đi. Dạ.
Đại thiếu phu nhân, đây là tổ yến chân đường phèn, là tôi mang từ Nam Dương về đó. Mẹ căn dặn mỗi ngày cho cô uống một chén. Bây giờ cô là hòn ngọc quý của Đồng gia, phải chăm sóc thật tốt thân thể. Cảm ơn đại thiếu phu nhân. Sao còn chưa đổi xưng hô? Sao nhiều đồ theo như vậy? Bọn họ muốn làm cô mệt chết sao? Tôi làm nhanh cũng sắp theo xong rồi. Không sao đâu. Với cô thì không sao, chúng tôi thì có sao đó. Nhã Khanh, sau này đừng làm liều mạng như vậy, biết chưa? Tôi biết rồi. Có mấy lời trong lòng tôi rất muốn nói với cô. Tôi biết trước đây tôi làm nhiều chuyện đắc tội sâu sắc với cô. Cho dù cô trách tôi như thế nào, nghĩ tôi ra sao cũng không sao. Bây giờ cô đã có con với Thiệu Vĩ, cũng vào cửa của Đồng gia. Cuộc sống sau này của chúng ta còn rất dài. Tôi hy vọng chúng ta có thể quên đi những chuyện không vui trước đây, bắt đầu lại, thật sự có thể chung sống như chị em tốt. Nhã Khanh, có được không? Cô xuất thân danh môn vọng tộc, Nhã Khanh không dám giới cao, tôi cũng không dám. Nếu cô nói như vậy là không tin những lời tôi nói sao? Tôi nói đều là lời thật lòng. Tôi thề đó. Tôi tin. Tôi tin. Đại thiếu phu nhân, sao vẫn còn kêu đại thiếu phu nhân? Kêu Niệm Trân. Niệm Trân, Nhã Khanh. Đừng theo nữa, nghỉ ngơi chút đi. Nhớ uống tổ yến lúc còn nóng đó. Ngày mai tôi lại mang cho cô. Đừng theo nữa. Được. Vậy tôi về đây. Đi thông thả. Cô Lục, cô Lục, chú Trác, có việc gì sao? Ban nãy bát tổ yến này là cho tôi mang tới. Thiếu phu nhân nửa đường nhận lấy, tôi lén đi theo coi sao. Hình như cô ấy lén bỏ vô thứ gì đó. Tổ yến bình thường không phải là màu này, bên trong nhiều tạp chất, hơn nữa có mùi thuốc rất nhẹ, cụ thể là vị thuốc nào tôi không thể phân rõ, nhưng bên trong chắc chắn có vị hàng the. Hàng the? Đúng, hàng the có dược tính mạnh, cực kỳ trắng mịn, là đại kỵ đối với bà bầu. Phu nhân, được, tôi biết rồi. Hoan nghênh quý khách. Nghiêm trưởng quầy, thiếu gia đâu? Cô Lục, thiếu gia ở trên lầu. Cô qua bên đó coi sao. Được. Nhã Khanh, sao em tới đây? Nhã Khanh, Thiệu Vĩ, em có mấy lời muốn nói với đại thiếu phu nhân. Anh ra ngoài chút được không? Có chuyện gì mà anh không thể nghe?
Giả Khanh, có chuyện gì sao? Thiệu Vĩ, hai tụi em có mấy lời muốn nói, anh ra ngoài trước đi. Giả Khanh, qua đây ngồi. Lý Niệm Trân, sự độc ác của cô vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Giả Khanh, sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Cô đã làm gì? Trong lòng cô rõ nhất. Lý Niệm Trân, ân oán giữa hai chúng ta, cô cứ nhằm vào tôi thôi. Cô đánh tôi, mắng tôi, giày vò tôi cũng không sao cả. Nhưng cô đừng động vào đứa con trong bụng của tôi. Nếu như cô dám động vào con tôi tuyệt đối không tha cho cô. Giả Khanh, tôi không biết cô đang nói gì. Cô nghe thật kỹ cho tôi. Đừng động vào con của tôi. Giả Khanh, rốt cuộc hai người nói gì vậy? Chỉ là chuyện đàn bà thôi. Tụi em chỉ nói chuyện phím vài câu, không có gì đâu. Anh không tin. Nếu như không nghiêm trọng, em đã không chạy tới đây. Em nói cho anh nghe, có phải cô ấy làm gì em không? Cô ấy đối với em rất tốt. Ban nãy còn bảo em kêu cô ấy là chị nữa. Anh yên tâm đi, em về trước đây. Mẹ, có việc gì sao? Mẹ, có chuyện này con phải bàn với mẹ. Hai ngày trước Giả Khanh tới xưởng thêu, nhìn thấy những giải thêu này, nói cầm đi để làm lại. Giải thêu này là do khách hàng đã đặt trước. Cô ấy nói mẫu thêu không đẹp. Tay nghề thêu của Giả Khanh con nghĩ là rất tốt. Cô ấy nói vậy nhất định có lý. Kết quả lại thêu thành như vậy. Khách hàng xem liền trả hàng về. Lúc còn bé ở Hoàng Ký danh tiếng rất lớn, không đến nỗi chỉ có trình độ này. Cô cũng nghĩ như vậy, chỉ sợ có liên quan đến việc mang thai. Liệu cô ấy có suy nghĩ gì khác hay không? Vốn dĩ những lời này không phải con nên nói ra. Con đừng nói nữa, trong lòng mẹ có tính toán. Tiểu Vĩ, mấy ngày nay như thế nào? Cả người và cả trái tim đều không ở chỗ con. Không sao đâu mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, con về trước đi. Hôm nay tôi nhất định phải vô. Anh tránh ra. Anh tránh ra cho tôi. Tránh ra, anh không để vô trong được. Được, không thể tránh ra đúng không? Không tránh ra đúng không? Đánh chết lão tử, coi như các anh hùng. Lão tử hôm nay không đi đó. Sao nào, có giỏi thì đánh chết lão tử. Không đánh chết lão tử, hôm nay lão tử không đi đó. Đồng gia các người tán tận lương tâm. Em họ ơi em họ, anh họ không có bản lĩnh em ơi.
Làm gì vậy? Thiếu phu nhân, có tên vô lại tới, nói là anh họ của cô Lục muốn vô trong. Chúng tôi không cho anh ta vô, hay là đánh anh ta một trận? Anh là anh họ của Lục Nhã Khanh. Cô là ai? Tôi tên Lý Niệm Trân. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cô là bà xã của Thiệu Vĩ đúng không? Sao lại có người phụ nữ như cô chứ? Nói nhanh đi. Muốn bao nhiêu tiền? Tôi... không phải tôi tới vì tiền. Được. Khoan đã, khoan đã. Tính cách cô sao khó như vậy? Nói trở mặt là trở mặt ngay. Nói đi, bao nhiêu? Cô coi, mẹ tôi vì cô em họ này mà bệnh nặng, tay tôi cũng bị thương, dù sao cũng phải 10-20 đồng đại dương chứ. Đi theo tôi lấy tiền đi. Đợi lát nữa, tôi bảo anh nói cái gì anh nói cái đó. Nếu nói tốt, tôi sẽ cho anh 30 đồng đại dương. Nếu anh nói không tốt thì một cắc cũng không có. Điều này cô yên tâm đi, Triệu Thiên Lai không có bản lĩnh gì khác, chứ chuyện này thì rất giỏi đó. Được. Đi đi. Tiểu Cúc, đại thiếu phu nhân, đi nói với cô Lục tới chỗ lão phu nhân một lát, anh họ cô ấy tới thăm. Dạ. Lão phu nhân, đồng lão phu nhân. Đồng lão phu nhân. Cậu là ai? Sao cậu lại vô đây? Tôi là anh họ của Lục Nhã Khanh. Là em ấy dẫn tôi vô đây. Bà là mẹ của Đồng Thiệu Dĩ sao? Đúng vậy. Có việc gì sao? Có việc gì? Tôi tới đòi công bằng. Người Đồng gia các người trước thì ra vẻ trang nghiêm đạo mạo, nhưng sau lưng thì sao? Toàn làm chuyện dơ bẩn. Đồng Thiệu Vĩ ra bộ nhân nghĩa đạo đức, nếu không tại hắn, em họ của tôi cũng không đến nỗi làm người ở, rồi lại làm vợ nhỏ cho người ta. Lão phu nhân, bà không sao chứ? Anh còn không mau cút đi. Mẹ, anh đang làm gì vậy? Ở đây họ hét cái gì chứ? Tôi là anh họ của Lục Nhã Khanh. Coi bộ cô là bà xã của Đồng Thiệu Vĩ đúng không? Đúng. Anh muốn làm gì đây? Làm gì? Đương nhiên tôi muốn dẫn em họ của tôi đi rồi. Con bé ở nơi tràn đầy mùi thuốc súng như vậy, ngày nào tôi cũng không yên tâm. Anh hỗn sự, tôi có hỗn sự cũng không độc ác bằng các người. Anh rõ ràng bản thân có chồng mà không có con, lại giúp ông xã chiếm lấy em họ tôi. Gia đình của các người thật chẳng ra cái gì hết. Anh câm miệng cho tôi. Anh họ, em họ. Anh họ, sao anh lại tới đây? Anh ở đây làm gì vậy? Anh tới giúp em trút giận, không phải em bị bọn họ ức hiếp sao? Anh mau đi về đi. Anh không đi, anh còn chưa mắng đủ. Lão phu nhân, đại thiếu phu nhân, tôi xin lỗi à. Ra ngoài đi. Đi mau, đi mau đi. Anh không đi, đi mau. Dựa vào cái gì? Cô ta là cái thái gì chứ? Sao cô ta làm lớn mà em làm nhỏ? Em đừng kéo anh, anh không đi. Tạo nghiệt mà. Từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ làm khó cô ấy, nhưng cô ấy lại sỉ nhục con như vậy. Con biết con không đấu lại được cô ấy.
Nếu đã như vậy, con chuyển đi là được rồi. Dương Thiệu Vĩ lại cho cô ấy. Con đừng làm thêm loạn. Thật là tai họa mà. Nhã Khanh, mở cửa, là anh đây. Nhã Khanh. Muộn như vậy rồi sao anh còn tới đây? Vô trong rồi nói. Sao vậy? Nào lại đây. Có chuyện gì? Còn không phải vì Lý Niệm Trân sao? Quá phiền phức. Chuyện của anh họ em, cô ấy nói ba ngày ba đêm, sắp phiền chết anh rồi. Anh nghĩ mãi không hiểu, cô ấy dù sao cũng là người phụ nữ có học, còn là học sách Tây, mà sao có thể như vậy được? Thật ra phụ nữ trên thế gian này đều giống nhau, không liên quan đến có học hay không, chỉ liên quan đến được yêu hay không thôi. Dù sao anh cũng không chịu nổi. Suy nghĩ kỹ thì cô ấy cũng rất đáng thương. Em là phụ nữ, đặt địa vị là cô ấy, em có thể hiểu được. Vẫn là em tốt bụng, không nói chuyện này nữa. Tóm lại là tối hôm nay anh không định quay về đâu. Vậy không có được đâu. Có gì mà không được? Đây là nhà của anh, ai dám ngăn anh? Nếu mẹ biết thì sao? Biết thì biết thôi. Lẽ nào mẹ còn đánh em? Hơn nữa bây giờ trong bụng em mang thai cháu của mẹ nữa đó. Nhưng mà em không muốn mang danh hồ ly tinh. Trong mắt của bà ấy, em đã là hồ ly tinh rồi. Vậy thì làm hồ ly tinh thôi. Dù sao trong mắt anh, em là tốt nhất. Nói thật, có lúc tự mình vui vẻ là quan trọng nhất. Không cần quan tâm đến người khác. Người khác nói thế nào, em căn bản không để ý. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, cho dù cả thiên hạ này coi thường em, em cũng coi như gió thoảng bên tai. Nhưng mà mẹ của anh không giống. Bà ấy là người sinh ra anh, là người yêu thương anh nhất trên thế gian này. Đương nhiên không thể vì em khiến cho bà ấy buồn lòng. Vậy lẽ nào nhẫn nhịn để bọn họ ức hiếp em? Thực ra bây giờ em rất vui. Ngược lại người có tâm địa hại người, trong lòng e rằng còn khó chịu hơn em. Em còn rất vui nữa. Thiệu Vĩ, thật sự bây giờ em cảm thấy rất vui, rất mãn nguyện. Mặc dù chúng ta không thường xuyên ở cạnh nhau, nhưng mà nghĩ lại, chúng ta ở cùng chung một mái nhà. Người mà em yêu ở ngay bên cạnh của em. Trong lòng của em cảm thấy rất bình an và hạnh phúc. Nhã Khanh, anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. Anh thật sự không muốn quay về. Anh nghe lời. Vì mẹ, vì gia đình này, và vì ngày mai của chúng ta nữa. Được. Mẹ, sao mẹ tới đây? Lão phu nhân vừa mới đi qua, nghe thấy các con nói chuyện. Nhã Khanh, con là đứa trẻ ngoan. Mẹ, còn may mẹ lén ghé thăm. Nếu không nổi quan này, không biết bao giờ mới được giải. Nhã Khanh, đây là con thêu sao? Không phải, sao vậy? Không có gì. Cầm qua đây để cô nhận dạng một chút. Tay nghề tương đối thô sơ, có lẽ là thợ thêu mới. Không có chuyện gì, nghỉ ngơi sớm đi. Dạ. Con quay về cho mẹ. Con hổ thay con là đại trượng phu. Con không biết suy nghĩ bằng Nhã Khanh.
Suy nghĩ cho kỹ đi. Về đi. Dạ. Em nghỉ ngơi sớm đi. Lão phu nhân, con có thứ này cho người. Đây là phương thuốc bằng bùn gãi con phối cho người. Đây, bùn gãi. Con thấy bộ dáng người đi bộ, có lẽ là chân bị thấp khớp. Đúng vậy, đã nhiều năm rồi. Vợ con trước đây cũng mắc bệnh này, sau đó dùng phương thuốc này mới khỏi được bệnh. Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Vì vậy con giúp người bốc mấy thang, ngày mai con qua giúp người chế thuốc. Làm khó con rồi Nhã Khanh. Đây là gì con nên làm thôi. Sau này cũng đừng gọi mẹ là lão phu nhân nữa. Gọi mẹ đi. Mẹ. Con ngoan. Mẹ, Niệm Trân tới rồi. Mẹ, chân mẹ tốt hơn rồi, sao còn phải đắp thạch cao nữa? Nhã Khanh nói cách này có thể trị khỏi chân cho mẹ. Gần xong rồi, đây mẹ. Mẹ, mẹ coi, bên trên lớp bùn này bây giờ chính là khí lạnh trong cơ thể mẹ đó. Vậy sao? Cứ làm như vậy liên tục một tháng, bệnh của mẹ có thể khỏi hoàn toàn rồi. Tốt quá. Ông trời ban con cho đồng gia, có lẽ để bệnh của mẹ được trị khỏi. Tiểu Quyển, đây. Xong rồi. Chuyện này để người dưới làm là được. Không sao, thau nước này nặng lắm, cô ấy không mang nổi một mình đâu. Đi. Em Nhã Khanh thật sự có năng lực. Niệm Trân, ngồi đi. Mẹ, mẹ biết lần trước vì chuyện của Nhã Khanh để con chịu không ít ấm ức. Mẹ, đâu có. Có điều, đàn ông tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường. Trước đây mẹ phản đối Nhã Khanh là bởi liên quan đến xuất thân thanh lâu của con bé. Ngoài chuyện này ra, mẹ thấy nhân phẩm con bé cũng không có vấn đề gì hết. Và đúng, mẹ hy vọng con và con bé chung sống hòa thuận. Sau này nó có thể phụ giúp con chăm lo tốt cho gia đình này, giúp con chăm sóc Thiệu Vĩ, tiết kiệm cho con nhiều sức lực. Mẹ, con cũng nghĩ như vậy đó. Hơn nữa, con cũng không coi em Nhã Khanh là người ngoài. Vậy thì tốt. Mẹ biết tính cách của con mạnh mẽ, làm việc ổn trọng đảm đang, đó là điểm tốt của con. Vì vậy, vị trí đại thiếu phu nhân để cho con ngồi, mẹ chưa từng có ý định thay đổi. Mẹ đã từng này tuổi rồi, còn sống được bao nhiêu năm nữa? Có thể nhìn thấy các con chung sống vui vẻ hòa thuận là tâm nguyện lớn nhất của mẹ. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con và em Nhã Khanh nhất định sẽ trở thành chị em tốt nhất. Vậy thì tốt.
Sao rồi? Không cảm thấy không thoải mái nữa chứ? Không sao. Rất tốt mà. Vậy thì tốt. Có gì không thoải mái, con cứ nói với mợ. Mợ cứ yên tâm đi, mọi người đều rất chăm sóc con. Bình thường cứ cảm thấy nó đá con. Vậy cảm giác đại thiếu phu nhân, vị khách quý này là ai vậy? Đây là mợ của tôi. Chào thiếu phu nhân, tôi tới thăm Giả Khanh nhà chúng tôi. Tôi thấy cứ có mùi gì đó mà đi từ xa đã ngửi thấy rồi. Đây là rau khô mốc do tự tay tôi làm. Ngửi thì có chút mùi, nhưng hầm lên thì mùi thơm lắm đó. Quay về để Giả Khanh mang cho thiếu phu nhân. Mùi lá đã mốc còn chua thối như vậy, từ nhỏ đã ngấm vào cơ thể, cho dù đi tới đâu cũng tắm không sạch được. Thiếu phu nhân, cô nói đùa rồi. Nhà chúng tôi tuy rằng nghèo khổ, nghèo khổ không đáng sợ, sợ là nghèo khổ mà không tiến bộ, nhiễm thói quen lá mặt lá trái hai mặt mà thôi, phải không Giả Khanh? Đại thiếu phu nhân nói thế nào thì chính là thế đó. Thiếu phu nhân, mặc dù cô là chủ nhà, nhưng mà cô nói chuyện cũng nên có trên có dưới. Lục Nhã Khanh, nhà chúng ta ở Trung Thành này cũng là nhân vật có mặt mũi thể diện. Nếu đã vào đồng gia, vậy thì cô dì chú bác gì đó cũng đừng kêu tới đây. Lão phu nhân sẽ giận mà đồng gia chúng ta cũng mất mặt. Sao cô bảo bà ta đi đi, mời ngồi xuống đi. Tôi biết cô muốn làm gì rồi. Cô muốn khích bác tôi. Cô lầm rồi. Tôi sẽ không tức giận đâu. Bây giờ tôi cảm thấy rất thỏa mãn, bởi vì hàng ngày tôi có thể cảm nhận được con của mình đang lớn lên từng ngày. Đó là kết tinh tình yêu của tôi và Thiệu Vĩ, và nó có thể mang tới cho tôi hạnh phúc và niềm vui. Mà trên thế gian này không có chuyện gì đáng để tôi tức giận được nữa. Đại thiếu phu nhân, mong cô đừng có chủ ý gì với tôi nữa. Cho dù cô đối xử với tôi thế nào, dùng chiêu gì, tôi cũng sẽ bảo vệ thật tốt đứa con này. Nó sẽ lớn lên trưởng thành, mạnh khỏe và xinh đẹp. Vậy tôi cũng nói cho cô biết, thứ gì của tôi mãi mãi là của tôi. Thứ mà tôi muốn hủy hoại cũng nhất định đem nó hủy đi. Chỉ cần tôi còn ở đồng gia một ngày, đứa trẻ này đừng nghĩ có ngày ra đời. Đại thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân.